Đức Giêsu và quỷ vương Beelzebul. Bấy giờ Đức Giêsu trừ một tên quỷ, và nó là quỷ câm. Khi quỷ xuất rồi thì người câm nói được. Đám đông lấy làm ngạc nhiên, nhưng trong số đó có mấy người lại bảo: ông ấy dựa thế quỷ vương Beelzebul mà trừ quỷ. Kẻ khác lại muốn thử người, nên đã đòi người một dấu lạ từ trời. Nhưng người biết tư tưởng của họ nên nói: nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn, nhà nọ đổ xuống nhà kia. Nếu Satan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình thì nước nó tồn tại làm sao được. Bởi lẽ các ông nói tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ. Nếu tôi dựa thế Beelzebul mà trừ quỷ thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ? Bởi vậy chính họ sẽ xét xử các ông. Còn nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Khi một người mạnh được vũ trang đầy đủ canh giữ lâu đài của mình thì của cải người ấy được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh thế hơn đột nhập và thắng được người ấy thì sẽ tước lấy vũ khí mà người ấy vẫn tin tưởng và sẽ đem phân phát những gì đã lấy được. Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán. Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì nó đi dạo qua những nơi khô cháy tìm chốn nghỉ ngơi, mà vì tìm không ra, nó nói: ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi. Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước dọn dẹp hẳn hoi, nó liền đi kéo thêm 7 thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước. Xin kính chào quý ông bà anh chị em. Hôm nay là thứ sáu, ngày 9 tháng 10 năm 2015. Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là đấng quyền năng, người trục xuất được quỷ ra khỏi người bị quỷ ám. Nhưng lại có những kẻ cứng lòng, chẳng những không tin mà còn thách thức Chúa Giêsu, đòi người một dấu lạ từ trời. Chúa Giêsu không chiều theo lời thách thức của họ, mà nhân dịp này mặc khải cho họ biết rằng chính người là đấng khai mở triều đại của Thiên Chúa. Chúa Giêsu đến khai mạc thời cứu độ. Chúa Giêsu đã mặc khải về tình yêu vô bờ bến của Thiên Chúa. Ngài rao giảng rằng: anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Hôm nay ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe, đó là: thần khí của Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn. Người sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Thiên Chúa. Luca chương 4 câu 18 câu 19. Chúa Giêsu mặc khải rằng Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời. Gioan chương 3 câu 16. Đến thế gian, một trong những sứ mạng chính yếu của Chúa Kitô đó là mặc khải chân dung của Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng đầy quyền năng, và cũng là đấng toàn thiện, toàn hảo. Đấng không chỉ không dập tắt tim đèn còn khói, không bẻ gãy cây lau bị dập, mà còn cho mưa rơi đều trên người lành lẫn kẻ bất lương, cho mặt trời mọc lên soi sáng người công chính cũng như kẻ tội nhân. Đấng không chỉ sẵn sàng bỏ 99 con chiên trên núi để đi tìm một con chiên lạc đàn, mà còn sẵn sàng dang rộng cánh tay đón nhận đứa con đi hoang trở về, cho dù lý do nó trở về là để kiếm chút cơm canh lót dạ mà thôi. Có thể nói rằng đường lối của Thiên Chúa chính yếu là bày tỏ tình yêu của để cho con người cảm mến, tin tưởng mà hoán cải, mà đổi thay. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể nhận ra đây là đường lối chung của Thiên Chúa dành cho những người bé mọn, kẻ yếu đuối, người tội lỗi thấp hèn. Còn với một số ít người xem ra cố chấp,
tự hào về tài năng, chức quyền hay về chút công trạng của mình, mà ở lì trong tội, cố chấp trong sự thỏa hiệp với thế gian, thì Chúa Giêsu có vẻ nghiêm khắc cách khác thường. Nhiều người biệt phái, luật sĩ hay tư tế Do Thái thời bấy giờ ở trong trường hợp này. Và Chúa Giêsu đã dùng những kiểu nói mạnh mẽ để cảnh tỉnh họ, như là khốn cho các ngươi hay là vô phúc cho các ngươi, vâng, để mời gọi tha nhân hoán cải ăn năn. Không gì hơn, bắt chước Chúa Giêsu, là ta hãy cho họ thấy nước trời đang ở giữa họ, tức là nỗ lực kiến tạo một môi trường sống trong tình thương và sự thật, trong bình an và sự liên đới hiệp thông, thoát khỏi vòng kềm tỏa của thần dữ. Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Luca chương 11 câu 21. Khi chúng ta tích cực gieo rắc tình thương, thì một cách nào đó chúng ta làm cho người yếu đuối, kẻ tội lỗi nhận biết họ vẫn được yêu thương, được đón nhận. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng quên sứ mạng ngôn sứ là mạnh mẽ cảnh báo những ai vì quá tham danh, hám lợi hay vì cao ngạo mà cố chấp và cố tình ở lì trong tội, đồng thời gây cớ vấp phạm cho những kẻ bé mọn, gây thiệt hại cho những người cô thế cô thân, những người bị áp bức, bất công. Amen.